Chào các bạn. Trước khi vào cái clip bài tập ngoán kinh điển số 2 thì xin có vài lời như sau. Rất nhiều bạn bảo là không tìm thấy cái lộ trình của tôi một cách cụ thể. Xin đính chính với các bạn, trong tất cả các clip, đặc biệt là phần mô tả, tôi luôn để tất cả các trình tự và thứ tự cũng như là các group mà tôi lập ra để các bạn có thể vào trao đổi. Có thể trao đổi trực tiếp với tôi hoặc có thể trao đổi với nhau. Thứ hai là các video tag nó chạy, thỉnh thoảng nó có chạy ở trên góc bên phải của cái video, rất là liên quan đấy các bạn nhé. Một phần nữa là nhiều bạn nói rằng video của tôi có chữ nó chạy che mất tay. Đấy là cái phần auto sub lời của YouTube. Các bạn hoàn toàn có thể tự tắt được cái tính năng đấy đi. Và tôi rất mong là các bạn có thể tìm được tôi cũng rất mong muốn các bạn tìm được các cái bài giảng của tôi thành một hệ thống. Và tôi luôn để như thế, kể cả trong phần danh sách của kênh. Trong đấy tôi cũng để các danh sách rất khoa học. Các bạn vào phần danh sách kênh của tôi sẽ tìm thấy những danh sách rất quan trọng ở đấy. Các bạn hãy để ý việc đấy nhé. Trong cái clip tiếp theo này tôi sẽ dạy các bạn về bài tập ngoán kinh điển số 2. Sau khi ra cái bài tập ngoán kinh điển số 1 được rất nhiều các bạn phản hồi rất là tích cực, và các bạn nói rằng sau khi tập xong các bạn tiến bộ rất nhanh. Tôi cũng rất vui khi các bạn làm được những việc như thế. Và tôi thấy rằng là tôi đã làm được những cái việc có ích. Tôi thấy rất vui. Sau đây tôi làm tiếp cái clip bài tập ngoán kinh điển số 2. Ở bài tập ngoán kinh điển số 2 này thì chúng ta sẽ tập chủ yếu ở ba cái dây trên. Vì ở cái bài 1 ấy là chúng ta tập chủ yếu ở ba dây dưới rồi. Nhưng ai chưa xem cái bài 1, bài tập ngoán kinh điển số 1, thì đừng tập cái bài tập ngoán kinh điển số 2 này vội, mà hãy quay về xem lại cái bài tập ngoán kinh điển số 1 trước, rồi sau đó mới tập đến bài tập ngoán kinh điển số 2. Chúng ta sẽ bắt đầu. Và trong cái clip này tôi sẽ quay cái tay trái là chủ yếu. Với bài này tôi xin nhắc lại ở cái bài 1. Bài 1 chúng ta chơi là Son La Si Do Re Mi Fa Son. Và cụ thể tay phải như thế nào thì trong bài 1 tôi đã dạy hết rồi. Các bạn chịu khó quay lại xem bài tập ngón kinh điển số 1. Và bây giờ trong cái clip này tôi sẽ chỉ dạy của 3 cái dây trên, gồm dây 4, dây 5, dây 6. Ở bài tập ngón kinh điển số 1, khi tập được 3 cái dây dưới thì đấy là hầu hết dành cho thế tay của tất cả các hợp âm, không phải là hợp âm chặn. Bất kể hợp âm nào. Thế thì ở bài tập ngón kinh điển số 2 này, chúng ta sẽ tập ngón để cho tư thế của tất cả các hợp âm chặn. Cách tập như sau. Các bạn để ý trên cần đàn có cái thanh sắt này. Ngón 1 luôn để thẳng với thanh sắt. Điều này là rất khó. Rất nhiều bạn không để được nha. Và các bạn thường bỏ qua. Để cùng thanh sắt. Chúng ta hãy cố gắng để nó song song với thanh sắt. Đừng chéo như thế này. Đừng chéo như thế này. Đừng cong quặp vào như thế này. Nếu các bạn cong quặp như thế này nha, thì các cái dây nó sẽ chui vào cái khe này. Nó vẫn tịt, các bạn có bấm bóp gãy cần đàn thì nó vẫn tịt. Phải để thẳng. Và hãy nhớ này, từ đầu ngón tay cho đến thẳng đến tận đây nhé, chứ đừng có thẳng được đến đây. Bởi vì tí nữa các bạn khi bấm ngón số 3 cái, các bạn không đủ, không banh được ngón tay, không được banh được tay ra, các bạn lại cong tay này sang để bấm như này cho dễ. Bấm như này tập là bằng không nhá, phí sức nhá. Và tôi nhắc lại là đây là tôi đang dạy thế tay cho đệm hát nhé, bấm hợp âm cơ bản nhé. Nhiều bạn comment ở cái bài tập ngón kinh điển số 1 ấy, là các bạn thấy khi tập solo nó như thế nào, khi tập lead nó như thế nào. Khi tập solo và tập lead, tay chúng ta có thể còng. Đây tôi mà lead thì tôi cũng phải làm như này, tôi solo tay tôi cũng phải làm như này. Còn cái bài tập ngón kinh điển mà tôi đang dạy các bạn đây là để tập bấm các hợp âm chặn nha. Đệm hát các hợp âm cơ bản nha. Rồi điều tiên thẳng tay. Tất cả các ngón thẳng.
tất cả ngón một thẳng. Giữ nguyên thế và nó chạm cả 6 giây. Chạm cả 6 giây nhá. Bây giờ mình sẽ đánh nốt pha, à dây mi đã. Khi đánh dây mi thì nhấc tay khỏi dây mi. Nhấc tay khỏi dây mi. Bây giờ phải bấm nốt pha thì bấm đầu ngón tay vào thôi. Các bạn thấy chưa? Mi, pha. Rồi giữ nguyên thế mà bấm được nốt son. Mi, pha và son. Rất nhiều bạn không làm được, các bạn sẽ cong như này hoặc đổ như này. Trong trường hợp lý tưởng là luôn thẳng, cố như tôi. Còn các bạn hơi cong một tí ok, nhưng không nên. Và mấu chốt là chúng ta phải bấm bằng bụng ngón tay, không bấm bằng bên cạnh nha. Không bấm bằng bên cạnh, bấm bằng bụng. Và son. Giữ thật nguyên. Xong đến là. Đến đánh nhân dây là thì nhấc tay khỏi dây là, còn vẫn chạm vào các dây dưới. Đến nút si và đến nút đô. Ngón này vẫn bấm với 1/3 cuối nút si này. Nút đô bấm với 1/3 cuối này. Nhiều bạn không làm được việc đấy đâu. Các bạn sẽ chụm nó vào với nhau. Hoặc bấm được nút đô thì nó ngón này lại lao sang đây. Bấm nút si thì ngón này phải lao về đây. Và cứ nhảy đi nhảy lại như này là không đúng nha. Bấm ở đâu được ở đấy nha, đừng nhảy đi nhảy lại nha. Tôi làm lại thật chậm này. Mi, pha, giữ nguyên, son, vẫn giữ cả hai. Đến dây la thì nhấc khỏi dây la. Đến nốt si, đến nốt đô, đến nốt rê, mi và pha. Mi, pha, son, la, si, đô, rê, mi và pha. Hãy làm thật chậm. Thế này rất khó và mỏi tay nhá. Mỏi ngón cái, mỏi cổ tay. Xong đánh ngược lại. Đánh nốt nhạc trong trong trẻo và đẹp như thế. Các bạn tập như thế nhiều thì tay sẽ khỏe lên và ngón được tách ra. Tại sao lại phải tập cái này? Tập cái này là có hai tác dụng. Thứ nhất, các ngón tách nhau. Và thứ hai là các ngón nó khỏe lên. Và các bạn hãy tập nhiều, tập thật chậm thôi. Làm chậm đã, cho nó chính xác, cho nó tự tin cái ngón tay đã. Thế xong bắt đầu mới đánh nhanh dần. Tập đến mức đấy là tốc độ trung bình rồi đấy. Đạt điểm trung bình rồi đấy. Rất nhanh mỏi tay nhé, nhiều bạn sẽ cảm thấy mỏi và đau ở đây, thậm chí lên tận đây. Và cái khuỷu tay này rất quan trọng này, các bạn đừng bao giờ ép nó vào sườn nhé. Ép vào sườn là mặc nhiên ngón tay bị đổ rồi. Ép vào sườn phát là nó sẽ đổ như này rồi. Thấy không? Không ép vào sườn đẩy nó ra. Thế này rất khó nha. Tôi mới đặt tên cho nó là bài tập ngón kinh điển số 2. Ở bài tập ngón kinh điển số 3 thì tôi sẽ dạy các bạn về cách tập ngón út. Bài tập ngón kinh điển số 3. Ở bài này, mấu chốt ngón 1 phải thẳng như cái thanh sắt. Các bạn còn cong là còn không được. Cong là các bạn sẽ bấm bằng phần bên cạnh ngón tay. Hãy bấm bằng chính giữa bụng ngón tay. Mi, pha và son. La, si, đô, rê, mi, pha, mi, rê. Cứ hãy đánh thật chậm như thế đó các bạn. Đánh thật chậm xong đâu nhanh dần. Khi tập đến bài này có nghĩa là tay phải các bạn không phải tập tay phải nữa đâu nhé. Bây giờ lại phải dạy tay phải nữa thì hơi chuối rồi. Và khi tập đến video kinh điển số 2 này, và khi tập đến cái video bài tập ngón kinh điển số 2 này, các bạn phải giỏi cái bài số 1 đã nha. Các bạn thắc mắc gì hãy cứ comment ở dưới, tôi sẽ nhiệt tình giải đáp. Vì tập thế này rất khó và rất nhọc, nhiều bạn bỏ cuộc là cái chắc. Chắc chắn sẽ bỏ cuộc. Thế nhưng không tập cái đấy thì không thể bấm được hợp âm chặn. Bài tập ngón kinh điển số 1 là chủ yếu dành cho hợp âm bình thường. Ở bài số 2 này chủ yếu cho hợp âm chặn. Thế còn giáo trình ngón về solo với lead tôi sẽ dạy sau nha. Không phải bây giờ.
Khi các bạn đệm hát thì nó chả có thời gian nào dành cho cái việc tay của các bạn phải tính cả. Nó sẽ phải chuyển luôn. Đó. Đến đây thì coi như các bạn đã tập tốt. Tôi nói thì nhanh thế đấy, nhưng các bạn tập cái này nó mất phải 1-2 tuần đấy. Thì chúng ta sẽ nối hai bài, coi như tập tốt nha. Chúng ta sẽ nối hai bài, bài tập ngón kinh điển số 1 và bài tập ngón kinh điển số 2 vào với nhau. Tức là mình sẽ chơi cả 6 giây. Mi, fa, son, la, si, do, re, mi, fa. Coi như xong thì đánh đến dây son. Trong lúc đánh dây son, dây buông, thì chúng ta đổi tay lại thế của bài tập ngón kinh điển số 1, phân tay nắm dây số 1. Làm thật chậm để các bạn xem nhá. Đổi một phát là tay nó về đẹp như thế luôn rồi nha. Để sẵn sàng bấm tiếp tất cả các nốt của thế tay số 1. Đây là thế tay trong bài ngón kinh điển số 1. Xong đánh ngược lại luôn. Xong đánh liền liên tục luôn. Thế tay đấy chúng mình phải luôn tuân thủ, tập nhiều, thật giỏi. Cái mức như vừa rồi tôi đánh được khoảng độ 6 điểm rưỡi đến 7 điểm. Thế bản thân tôi có đánh như thế tay đấy nó cũng phải ngồi luyện một lúc thì tay bắt đầu nó mới trơn tru và nó mới nhanh được nữa. Bởi vì nó sẽ rất dễ bị tịt các bạn ạ. Rất dễ bị tịt. Nó chỉ chính là công phu thôi, các bạn tập nhiều hay ít thôi. Bỏ thời gian ra tập nó thôi. Không có cách nào khác. Rồi, thế là coi như các bạn đã xong được về tay trái và đang kết hợp được với tay phải. Có nghĩa là các bạn đã xong được hai bài, bài tập ngón kinh điển số 1 và bài tập ngón kinh điển số 2. Thế để làm được như thế, chỉ có tập nha các bạn nhé, cộng với phương pháp đúng, chỉ tập. Sau bài này thì tôi sẽ có bài tập ngón kinh điển số 3 là dạy về ngón út. Tôi sẽ dạy các bạn ngón út ở cái video mang tên bài tập ngón kinh điển số 3. Ai mà học theo giáo trình của tôi thì sau bài này sẽ đến cái bài tên là 5 bài tập nhịp kinh điển. Tất cả các loại bài hát các bạn chơi về sau cũng chỉ nằm trong 5 cái bài tập nhịp kinh điển đấy mà ra thôi. Khi các bạn tập tốt như vậy rồi thì các bạn mới thấy là về sau khi mình chơi hợp âm ấy, nó chính là hai thế tay đấy thôi, chứ nó không có thế tay nào khác nữa, trừ các cái hợp âm nâng cao các bạn nhé. Trừ hợp âm nâng cao, chứ còn nó vẫn chỉ nằm trong hai thế tay đấy thôi. Và khi tập cái bài ngón kinh điển số 2 này, các bạn cần nhớ những gì? Ngoài cái việc tay thẳng chạm cả 6 giây thì khi bấm ấy, cũng giống như tất cả các nốt nhạc mình bấm ở đâu đó, kể cả khi các bạn chơi lead. Thì đặc điểm của nó là luôn bấm về 1/3 cuối của cái khoang. Thế có nghĩa là mình phải cố vươn về cuối. Còn tất nhiên mới tập thì tay ai cũng sẽ bị ở đây hoặc là rúm sang đây. Nhưng mình mục tiêu là phải vươn về cuối. Ngón này cũng thế, cuối, ngón này cũng cuối. Thế còn chắc chắn các bạn sẽ bị bấm kiểu như thế này. Nhiều người sẽ bị như thế này. Bấm như này rất tốn lực nhé, mà có thể nó vẫn bị rè đấy, phải gồng lực rất mạnh, nhẹ một cái là tịt ngay, thấy không? Mà bấm này phải gồng lực rất mạnh, tốn lực, ra đây cái thì vẫn gần ý lực cái kêu ngay. Các bạn hiểu chưa ạ? Còn tất nhiên các bạn hoàn toàn có thể bấm như này.
chả sao cả, không vấn đề gì cả. Nhưng khi bấm hơi âm chặn thì mình lại phải bị như này cơ mà. Đó, thế cho nên hãy tập luôn từ bây giờ thật giỏi cái việc đấy. Các bạn hiểu chưa? Thế thì thời gian đầu mình không gồng được lực cũng được, thì cố gắng đặt tay đã. Đặt tay đã. Cố gắng đặt tay đã. À, nắm như các kiểu đặt tay. Thế, đặt cho chuẩn đã, xong bắt đầu mới gồng dần lực. Tịt một tí, ok. Bắt đầu gồng dần lực. Đấy, xong dần dần mình phải tiến lên cái việc đánh nó trong trẻo tốt, không hỏng. Các bạn hiểu chưa ạ? Và tôi luôn nhận dạy guitar từ trực tiếp cho đến online. Bây giờ thì đang mùa dịch thì các bạn nên học online là cái chắc rồi. Tôi cũng không dám dạy trực tiếp. Ai muốn học thì liên hệ tôi qua số điện thoại 0922685999, add Zalo của tôi cũng theo số đấy, hoặc liên hệ với tôi qua Facebook tên là Triệu Hoàng Lân. Rất mong các bạn sẽ luôn ủng hộ kênh của tôi. Hãy subscribe kênh của tôi và hãy chia sẻ video này nếu các bạn cảm thấy ưng ý. Xin chào và hẹn gặp lại.